Hiệp 1, đội Biên Phòng nhập cuộc tốt hơn và liên tục dẫn điểm trước Hà Tĩnh. Tuy nhiên, Hà Tĩnh có lợi thế thi đấu trên sân nhà dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả nên thi đấu ngày càng hưng phấn và vượt lên ở giai đoạn cuối hiệp, giành thắng lợi với tỷ số là 25-23. Bước sang hiệp 2, đội Biên Phòng đã không mắc sai lầm như hiệp 1, duy trì lợi thế dẫn điểm từ đầu đến cuối hiệp đấu, giành thắng lợi với tỷ số là 25-13. Hiệp 3 diễn ra hết sức gay cấn khi Hà Tĩnh liên tục dẫn điểm Đội Biên Phòng cho thấy bản lĩnh hơn khi bình tĩnh rút ngắn khoảng cách, săn bằng điểm số rồi vượt lên giành thắng lợi với tỷ số là 32-30. Hiệp đấu thứ tư diễn ra khá cân bằng, nhưng với sự xuất sắc ở thời điểm cuối hiệp, đội Biên Phòng đã giành chiến thắng với điểm số là 25-23, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số là 3-1.